มาตักปุ๊บxem cái hồ mà có một thanh niên mất giờ tầm khoảng 25-30 tuổi ấy, thì nó bị đi tắm suối ở đây thì nó bị rơi xuống và nó chết đuối, nó không tìm thấy nữa. Đây các bạn thấy không, cái hồ rộng lớn này, đây là nhóm chúng mình nhé, chúng mình sẽ đi tắm suối.
thường lung lay không? Rất khó để đi. Giờ thì chưa tìm thấy. À, nhà ở trên đấy nhá, nhà ở trên mà có những cột sóng các bạn ạ. Cái bạn bảo là lần trước thì nó tắm ở đây một lần thì nó bơi từ đằng đực kia sang bên này này.
đi vào nhà xong rồi mình sẽ quay cận cảnh là hai đứa con gái và một thằng cu kia nhá mọi người nhá. Đây mọi người nhá, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vào gia đình của anh mà bị rơi xuống cái hồ thể hiện khi là bị chết đuối nhá. Đây cái đường này lên trên này. Bây giờ mình sẽ đi. Cái đường này rất là dốc này, mình không đi xe được, mình phải đi bộ. Không biết là đến nơi chưa ạ? Đi hả đi? Đi hả đường không đi đâu? Đây nhá. Đây là mình hỏi đường nhá. Đây là nhà nào nhỉ? Thằng trẻ con ăn liệu nó không? Bây giờ thì mình đã đưa các bạn đến tận nhà với các bạn đi. Đây là nhà của anh bị chết đuối này. Đây rồi. Đây. Đây là thằng con trai này. Chắc là em chẳng biết gì đâu à. Là đi đường trắng à? Tôi biết thế thì chạy đằng ấy, nó thật chạy đằng luôn. Đây nhá, đây là ba đứa con của anh bị chết đuối ở dưới đập thủy điện đấy. Thì bây giờ thì mẹ thì cũng một nơi, bố thì một nơi, thì bây giờ thì mới có thể mọi người mà nhìn thấy thương xót thì ủng hộ thì ủng hộ đi nhá. Bây giờ em được kiểu chặt. Đây nhá. Để chị này nó thương xong chị một kiệu lên tặng. Nó lấy kiệu đi ăn đi nhá. À, chú cũng xin chia buồn nhá. Chú cũng không biết thì hôm nay chú lên chú nhìn thấy chú. Thế mình nhớ đi chị. Không biết gì đâu. Chị kiệu cho mọi người ăn đi. Cảm ơn nhé, đây là ba đứa trẻ này. Đâu, chia ra một đứa ít nào. Chia một đứa ít nhanh. Chết chưa? Ăn đi.
nhìn mọi người ăn nó vui chưa? Hết chưa? Còn ai không? Còn ai chưa có kẹo không? Chú xin chia buồn nhá. Chú đưa mấy người kẹo nhá. Thì mọi người nhá, đây là ba đứa con mà mẹ để lại. Bây giờ thì mẹ thì cũng ở một nơi và bố thì bây giờ cũng mất rồi, thì cũng chưa tìm được rồi. Thì bây giờ thì mọi người thấy để lại ba đứa con tự nhiên. Thì mọi người nhá, mọi người thấy thương xót gì thì mọi người ủng hộ với nhá. Tại vì bây giờ mình không có bố mẹ thì anh cũng thế đúng không ạ? Thì bây giờ thì chỉ còn một con trai này, hai đứa con gái này thôi mọi người ạ. Thì chú đi về đây nhá. Chú mong là ba con sẽ sớm tìm được bố nhá. Thì chú đi về nhá. Chào mọi người nhá. Bây giờ thì mình cũng nắm tiện đây và đưa các bạn mình thấy, thì bây giờ mình sẽ đi về. Đi về.